Bây giờ Ly muốn lên hay là để anh? Cho Ly chọn. Trời ơi. Ai thua lên hả? Ai thua lên. 1, 2, 3 ra cái gì ra cái này. 1, 2, 3 ra cái gì ra cái này. Cái gì vậy? Ra cái gì anh ra lại này. Đó, ý trời rồi, anh Tú và hay. Ý trời đã định. Em lại được gặp 9 người. Hình như là em có phải cái người mà hát cái bài Đôi Mắt không? Từ phía trước qua mau nụ cười. Đúng rồi, được, chính được. Là em đây anh. Hay quá, hay quá, hay quá, hay. Giao lưu, giao lưu, giao lưu. Cái bài hết của người ta thì không biết, mà biết bài của người khác. Em nghĩ là anh ấy sẽ biết. Cuộc sống em ổn khó. À, cái bài đó em hát luôn. Là chính em anh đây. Anh không biết nha, anh không biết nha. Nhưng anh biết cái bài đó, nhưng mà anh không biết bài này. Ok, em biết rồi. Trời thiệt quá. Thi đi. Ừ, nó kêu em thi đi, em hát. Tại vì em là dancer mà. Wow, wow, wow. Mệt quá, quá tôi xì đi. 1, 2, 3 là quá tôi xì. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, thắng quyết định. Good job, bro. Yeah. Hai phút dành cho Hà Hiền. Bắt đầu. Ngoại khóc thì gọi là gì đối chữ? Ngoại khóc, ngoại lệ. Lên. Rất nhiều câu đối chữ ở trong đợt này. Bà ngoại bị sổ mũi thì gọi là gì? Bà ngoại bị sổ mũi, ngoại cảm. Lên. Hay quá. Nội bà ngoại có tổng cộng 7 đứa cháu thì gọi là gì? Ngoại thất. Hay. Ôi ơi. Không, chính xác. Sai. Nghe kỹ. Nội và ngoại thất. Nội ngoại thất. Cái này gọi là lanh. Ủa chứ là gì anh? Nghe cho kỹ, nội ngoại thất. Nội ngoại thất đúng không? Nội và ngoại có tổng cộng 7 đứa cháu thì gọi là nội ngoại thất. Anh tưởng đâu là bỏ chỉ nội đi. Nội ngoại thất là gì? Nội ngoại thất là xây nhà đồ đó. Mấy cái bên ngoài và bên trong. Đề co rồi. Ừ. Tiếp tục là câu đối chữ. Uổng quá ha. Quá uổng. Em giận bản thân mình ghê. Thanh gì nhiều chữ? Thanh gì nhiều chữ? Chà, chải đầu hoài đó. Cái răng lượt nó ghim vô trong này nè. Chữ là thành đa đi qua thành qua đa không hình. Chính xác. Ai biết ạ? 2, 3. Thành ngữ. Thành gì nhiều chữ? Thành gì nói về Đà Lạt? Thành gì nói về Đà Lạt? Liệt kê ra đi. Thành thông. Thành thông cũng đúng à. Là thành thông là gì? Thành thông, thành thông á, mình có thành thông. Thành thông, thành hết giờ luôn rồi. Hết giờ đúng rồi. Thành mặn luôn. Thành mặn hả? Không chính xác. Ai biết à? Thành phố buồn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đà Lạt có rất nhiều cái câu người ta dùng cho đại là thành phố buồn, thành phố ngàn hoa, thành phố mộng mơ. Nãy con tưởng thành bưởi không? Thành bưởi không? Trời, đúng, đúng, đúng. Mà, cái đó cũng đúng, đúng mà. Đà Lạt có thành bưởi đúng rồi. Chơi thành bưởi, đi Đà Lạt. Đúng rồi, con toàn đi thành bưởi không? Thật sự mệt mỏi với đứa cháu tôi. Thành gì hay kêu? Thành gì hay kêu? Hay kêu. Kêu hay có. Kêu. Thành hay kêu. Câu này tôi cũng không biết luôn. Rồi thành xét đi anh, cho qua đi anh để em lấy câu hỏi. Đáp án là thành giường. Câu hỏi này ai trả lời được ta? Không ai đâu. Câu hỏi này. Kể tên ba tựa bài hát mà tên có chứa màu sắc. Quá dễ mà ta. Lá ổi xanh. Bài gì? Bài lá ổi xanh hát sao? À, có la bài lá ổi xanh nha, thề luôn. Rồi. Tại vì em mở tiệm em coi nghe hoài. Rồi. Lá ổi xanh. Thiên đường giờ thôi cho qua đi, thôi thiên đường tìm đâu, đâu? Rồi. Trời ơi, rồi, mới hát. Xác. Lá xanh. Áo xanh. Áo xanh nữa. Áo xanh, lá xanh. Mới qua nói. Sầu tím, thiệp hồng. Rồi hoa phượng về gì đỏ hay gì đó, nhiều mà. Rồi qua đi anh. Nhiều để lấy lại phong độ mới được, bình tĩnh lên. Rồi, tiếp theo. Hôm nay thi bán kết hơi căng thẳng đồng đội. Sao. Mùa gì không ấm, không lạnh, không hanh. Mùa gì không ấm, không lạnh. Không hanh. Không hanh. Mùa Tết. Lên. Mùa Tết hoặc là cái mùa gì mà học sinh sợ? Không, mùa thi. Mùa thi, mùa gì mà gặt? À, mùa lúa. À, mùa màng. À. Con gì có chữ trên mặt? Con gì có chữ trên mặt? À, cá la hán. Lên. Hay vậy em?
Con gì có thể là hình tròn, tam giác hoặc là hình vuông? Con gì có thể là hình tròn, hình tam giác, hình vuông? Trời ơi. Ủa con là... Hấp giờ. Con gì? Không biết đúng không nha. Nói. Cá viên chiên. Cá viên chiên đâu gọi là con. Một là con cá, hai là cá viên chiên, chứ làm gì có con cá viên chiên. Thôi tôi thua, tôi sai. Con gì ạ? Thôi chưa được 4 nữa. Ai biết ạ? Con dấu. Như vậy là Hà Hiền mang về hai đáp án liên tiếp. Chỉ hai đáp án liên tiếp mà thôi, thưa quý vị. Hy vọng vui chú. Hồi nãy mình thua 1-0. Đúng rồi. Bây giờ mình có số 2. Khả năng mình thua 2-0. Và khả năng con trở thành... Đó. Giá như con vừa cười điều đó. Đừng có cười điều đó là con đẹp biết bao nhiêu rồi. Thưa quý vị thân mến, số 2 là một con số hơi nhỏ tí, hơi mong manh tí. Và khả năng anh Tú mang về số 3 là nó cao lắm. Và khả năng ở bán kết này chúng ta lại về sớm hơn mỗi ngày là cũng cao nữa. Vì 3-0 là về sớm hơn. Yeah. Yeah, ủa sao yeah? À, tiệm đang đông khách đúng không? Thưa quý vị, chúng ta gặp gỡ lại anh Tú. Mấy con anh? Con số 2 chúng ta cần vượt qua. Con số 2 à? Những câu hỏi rất dễ nhưng mà hôm nay là ở nhà tiệm đông khách, nhân viên gọi hối. Về hết nên trả lời đại chưa về sớm. Thế được 2 câu à? Vâng. Vòng trước em cũng 2 nhưng mà bây giờ em sẽ cố gắng hơn đúng không anh? Lên. Phải hơn đúng không anh? Vâng. Xin thưa quý vị, anh Tú đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Chữ ngoại khóc thì gọi là gì? Ngoại lệ. Ngoại lệ, ngoại lệ. Bà ngoại đi sổ mũi thì gọi là gì? Biết sổ mũi là gì không? Sổ mũi là hắt xì. Hắt xì sổ mũi đó. Anh Giang nói vậy là cho biết hết. Khoan, bình tĩnh này. Ngoại sổ mũi là hắt xì. Ngoại tệ á, ngoại sự khoan á. Ngoại... Bà ngoại sổ mũi thì bà ngoại thấy thương bà ngoại sao nói ngoại tệ. Ngoại... Ôi cháu thì bị vậy. Ôi chứ, bị bệnh thì phải thương chứ. Ngoại cảm, ngoại cảm. Chính xác. Ngoại cảm, yeah. Thank you. Chỉ một câu nữa thôi là 2-0. Dạ. Lắng nghe nào. Nội và ngoại có tổng cộng 7 đứa cháu thì gọi là gì? Nội và ngoại có tổng cộng 7 đứa cháu. Không nhắc, không nhắc. Nội thất, nội thất, nội thất. À khoan, khoan. Nội ngoại thất. Ủa dễ vậy mà suy nghĩ trời. Nó rõ. Lắng nghe một lần nữa nè, lắng nghe một lần nữa nha. Chỉ cần một câu nữa thôi đúng không? Nội và ngoại có tổng cộng 7 đứa cháu thì gọi là gì? Gọi là gì ta? Trời em trời. Em đang tâm lý em. Cái câu hỏi của chúng tôi thưa quý vị là luôn luôn có những câu trả lời nó nằm trong câu hỏi rất đơn giản mà cứ suy nghĩ đâu đâu ở trên không gian vũ trụ á. Nội thất ghê. Đúng không? Đơn giản thôi. Nội thất. Bây giờ trả lời là nội thất. Không chính xác. Ê. Hồi nãy em có nói rồi mà em không có cho. Nội ngoại thất đó. Yeah. Nhưng mà nó là cái gì? Là nội ngoại thất ấy. Là nội thất, là ngoại thất. Cộng lại là gọi nội thất mà. Em không hiểu cái cụm đấy luôn ấy. Nội thất là bên trong, ngoại thất là bên ngoài. Làm nhà luôn có nội và ngoại thất. Đầu tiên em cũng nghĩ thế rồi, xong em bảo là thế nhưng mà cái cụm từ đấy nó không nghe được là nhiều. Nội thất và ngoại thất thì nó mới đúng cơ. Chứ đây là nội ngoại thất nó không đúng. Ủa sao ai nói không đúng? Ồ thế hả? Thì hôm nay biết nè, hôm nay mình biết rồi. Ok, ok, bữa nay là biết rồi em. Ổn quá. Không sao, không sao. Ok. Đố chữ. Thành gì nhiều chữ? Thành văn gì nhiều chữ? Thành văn. Thành văn nhiều chữ. Cái gì? Thành văn. Chính mà xác. Thành văn mà. Ok. Chính xác. Yeah. Lên rồi, lên rồi, lên rồi. Không biết cái này em có biết hay không? Thành gì nói về Đà Lạt? Trời ơi, câu này bên đó trả lời hay chứ bộ. Thành gì nói về Đà Lạt? Đúng rồi. Nói về Đà Lạt thì thành gì? Bây giờ em nghĩ đi nha. Em nhắc dạ. Tới Đà Lạt thì em bình thường em nghĩ cái gì? Em nghĩ đến Đà Lạt thì em nghĩ đến là lạnh và tình yêu. Đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó, đó, đó. Phân tích tiếp đi. Tiếp. Về tình yêu thì thành đi bằng xe vậy? Nghĩ như vậy thì 10 năm nữa cũng chưa ra kết quả. Đúng rồi đó. Di chuyển. Thành tình yêu. Dây xe nữa. Trời ơi, núi kiếm câu khác. Thành núi à, thành sơn à, thành rồi em nói đại đúng không? Thành thôi đại đi. Ok, đại thành công. Ok, không chính xác. Đáp án là thành phố buồn. Câu
nó không đoán được. Thật không sự biết luôn, không đoán được. Mà biết không? Biết thành Đà Lạt gọi, người ta gọi là thành phố buồn không? Có bài hát tên là thành phố buồn luôn. Đó, hát thử coi. Thành phố nào nhớ không em? Vậy sao không trả lời? Bởi vì em quên, em chỉ nghĩ đến tình yêu này, nghĩ đến sự chia tay này, thì nghĩ đến lạnh này, nghĩ đến núi này, không nghĩ đến cái sự buồn bã của Đà Lạt. Sao á? Đầu đấy chắc thua quá. Lại là thành thành gì hay kêu. Đơn giản thôi. Tôi nói thiệt, cái này mà tôi đoán ra được là tôi cũng sợ luôn. Nãy em trả lời được đấy. Thành thành gì hay kêu. Yeah. Bây giờ em nghĩ đi. Em bây giờ em nghĩ là cái gì mà xung quanh em mà cứ kêu là cái gì? Cái cửa. Cửa. Gặp bà MC bà hướng đi đâu luôn. Đúng rồi, ở ngoài đó đó. Thành thành gì hay kêu ta. Yeah. Thành thành giường. Chính xác. Bố mẹ ơi, mặc dù con chỉ được 1 đến 2 câu nhưng bố mẹ hãy tự hào về con. Yeah. Cái này khó nha, chị không biết nha. Kể tên ba tựa bài hát có mà tên có chứa màu sắc. Ba bài tên có chứa màu sắc. Ba bài có chứa màu sắc. Theo ông ca sĩ còn thi nữa. Cái tên bài hát nha. Tên bài hát có chứa màu sắc, ba bài nhanh. Vàng, vàng đỏ. Khổ trong anh hớt tóc lắm. Lo hớt đâu lo nghe nhẹ. Màu hoa đỏ. Yeah. Màu hoa đỏ này. Xanh. Đồng xanh nó thì là. Đồng xanh. Hai. Đêm trắng. Đêm trắng. Ok. Chính xác. Có phải đêm trắng. Ráng thêm câu nữa đi. Ráng thêm câu nữa đi. Mùa gì không ấm, không lạnh, không hanh. Trời ơi, nó quá dễ luôn. Mùa yêu đầu. Có lúc anh vẫn thường nhớ về. Ngày đầu tiên đôi ta đúng rồi. Đúng rồi chị ơi, mùa yêu. Chính xác. Trong cái câu hỏi vừa rồi nó có rất là nhiều đáp án để trả lời. Mùa gì không ấm, không lạnh, không nóng ấy. Mùa thi, rồi mùa Tết, mùa vàng, rồi mùa gặt. Đó, mùa yêu đầu, mùa gì đó, rất là nhiều mùa. Trời thiệt. May. Cái con này là chị nghĩ là em không biết đâu. Con này em không biết đâu. Đúng rồi, con gì có chữ trên mặt. Con gì có chữ trên mặt. Yes. Con chữ. Con chữ. Đúng rồi, con chữ phải có chữ trên mặt chứ bây giờ mà con chữ không nào? Chính xác, không chính xác. Không đúng hả? Đáp án là con dấu, con cờ, con cá la hán. Con cá la hán. Em không biết con cá la hán luôn đấy. Con dấu nè, con dấu cũng được nè. Con dấu á. Con cờ cũng được nè. Kính thưa quý vị, như vậy là anh Tú đã đúng đáp án liên tiếp. Ba tư. Team em cứ dùng ra ngoài đấy mọi người ạ.